Rồi, sắp với câu Phạm Duy xin chào tất cả đang một thủ nha. Bắc Trung Nam quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ ngày 14 ngày 5 tháng 11. Thì video đây tổng cộng đây có là mình là 30 mẫu cần nha. Giới thiệu những dòng mẫu cần ở đây. Thì ở đây có những dòng như mini nha này. Đây mini của Shimano nha, mới tính chỉ hôm qua. 2 mẫu cần 20. Một số cần ISO thì có những dòng như là từ ISO khoen nhỏ nha, từ 3m nha. Cho đến là 5m4 cứng 3. Đây, này FT cho đến 6m1 nha. Khoen lớn thì có những dòng như là từ 4m này, 2m7 này, những dòng súp ISO thì đây sẽ có là ISO biển nha này. Cần lục thì có dòng như là Daiwa, dòng Totemen, cần lục thì ba khúc của Custom như này, này Custom nha. Đây. Cần dây trong thì có Shimano, cần 80 bạo lực. Một số cần ở đây thì có cần tay là từ 4.5 cho rơi cho mình tầm khoảng 9m cho anh em. Còn dòng như là xi vàng, rắp khúc này, lóng ngắn này 6.3 này, 8.1 này, 9m này, có zoom 8.5 này, vượt cứng nha. Lưu thì có dòng một khúc Scorpion, hai khúc, một số cần Heichi 3 và 2 3 khúc này. Độ cứng là từ 30 cho đến 100 nha. Và hai khúc cho đem cung cầm đăng xe đánh cắt ra đầy đủ như mình nha. Thì em sẽ báo đầu tình trạng tất cả sản phẩm ở đây. Anh em lưu ý mình chốt đơn cái liên hệ trực tiếp Duy 0923 53479. Bên em ship có toàn quốc, nhận hàng tại nhà nha. Nhận hàng tại nhà, kiểm tra hàng, thanh toán tiền của nhân viên giao hàng. Ship có toàn quốc 30.000 một đơn. Anh em mua từ hai sản phẩm hoặc thanh toán chuyển khoản trước thì bên em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình. Anh em lưu ý nha. Thì số 1 thì sẽ có cho mình là một cặp như này Shimano. Cái này thì còn tầm khoảng 4-5 cây cho mình thôi. Thử hết rồi nha. Thì em sẽ lấy thông số rọi con này như này. Con này là cần mini nha em, dạng cần lua nha. Con này thì chưa sử dụng qua, mới tin cho mình. Của Shimano dòng Holiday Pad này. Độ dài là 2m1, độ cứng 20. Rồi cho mình tầm khoảng 15-25. Tầm khoảng 20 này, 2m1 nha. Thông số con này như sau. Đi kèm 7 lóng, thu gọn 45cm. Trọng lượng 145g, ngọn 1.6 ly, gốc là 14.5.6mm, hàng Korea xuất thị trường Nhật. Đây, con này thì đầy đủ cho anh em, có bao vải và nắp chụp zin theo cần hết. Khoen các bạn là khoen dạ quang nha. Đây, Korea xuất thị trường Nhật này, cần mới tinh nha, chưa sử dụng qua. Thích hợp cho anh em mình bỏ cốp xe, ba lô, mình đi du lịch nha. Đây, mới tinh nha anh em, lưu ý. Giá bán là 700 ngàn một cây nha, 700 ngàn một cây, lấy 2 cây miễn ship. Đây, khỏi bàn rồi, còn mới tinh cho mình nha. Thì lên nhanh thôi, cực đẹp. Thu gọn 45cm thì mình bỏ cốp xe, ba lô, mình đi du lịch. Con này dạng cần lua như này. Con này thì 15 cứng 20 thì nó sẽ cứng tầm khoảng vào ML đối với cần lua cho mình nha. Đây mới cứng, chỉ sử dụng qua cho mình nha. Cái inbox thêm qua Zalo thì em chụp hình từng cái em gửi qua thì mình tham khảo kỹ hơn. Nói chung thì mới tin thì khỏi bàn rồi. Đây, 700 ngàn một cây ạ, 21. Mã số 2 thì đây sẽ có một con ISO khoen nhỏ. Con này thì của hãng là Ryobi. Độ dài cần là 3m nha anh em. Độ dài con này là 3m, Ryobi dòng Aventure này. Đây, hàng nội địa Nhật nha. Khoen pad là khoen pad Fuji loại xi đá xám. Con này ngọn cần thì ngọn nhỏ, cứng tầm khoảng độ cứng 1 nha, 3m cứng 1 thay được câu cảm giác thôi. Ngọn 0.8 ly, ngọn sẽ có 1-2 khoen chạy. Đây, ngọn con này thì dạng ngọn đặt cọ tháp nha. Đây, ngọn long phộng nha. Đây, ngọn long phộng nha anh em. Thì phôi con này là phôi carbon nha. Nước sơn thì nó sẽ có màu nano sẫm thế này. Đi kèm cho mình là 1-2-3-4 lóng, 1-2-3 4 lóng như này, 4 lóng, độ dài là 3m, độ cứng 1 cho mình. Trọng lượng của cần thì cân được là 140g, mã số 2, 500 ngàn ạ. Mã số 3 thì một con cần ISO khoen nhỏ, con này thì cần carbon. Con này thì độ dài 5m4, độ cứng 3 nha, hàng Korea xuất thị trường Nhật này. Đây, tổng thể thế này, có tem đồ địa cho mình. Khoen pad Fuji, loại xi đá xám, độ cứng 3, hạ tay tầm khoảng từ 4-5h cho mình rồi. Ngọn 1.5 ly, ngọn sẽ có 1 này và 2 khoen chạy cho mình, 3 khoen chạy nha. Con này phôi cần là phôi carbon này, xoắn vân toàn thân. Đây, carbon xoắn vân toàn thân như này. Cần thì nó nước sơn, nước xiết còn rất là mới và đẹp đây. Đây, tổng thể thế này. Sáng đẹp thế nha. 5m4, độ cứng 3, pad của mình là pad gập nha, Fuji F7. Tay cầm nó được làm nhám thế này nha. Trọng lượng của cần thì cân được cho mình là 300g, mã số 2, giá 700 ngàn. Mã số 3, đối với cần thì một con cần ISO, khoen nhỏ, con này của hãng NFT. Con này cực đẹp nha em. Độ dài cần là 5m4, độ cứng là độ cứng 3 nha. Xong power lớp, con này hạ tay thì ra cho mình tầm khoảng vào 5h cho em. Đây, phôi hay da từ gốc tới ngọn cho mình luôn này. Con này ngọn của cần á thì đo được cho mình là ngọn tầm khoảng vào 1.5 ly. Đây, ngọn carbon xoắn vân sẽ có 1 và 2 khoen chạy nha. Con này trừ cái lóng ngọn này và lóng thứ hai nha, là carbon xoắn vân ra thôi. Còn tất cả các lóng còn lại của cần á đều là phôi hay da hết. Con này anh em hạ tay đến chết xong hồ dịch vụ được nha. Đây, cần thì còn đẹp và sáng. Nó ra cho mình tầm khoảng vào 99%, đây 990 nha. Khoen pad Fuji, loại xi đá xám, 5m4, độ cứng 3, hàng đồ địa Nhật.
bác của mình là bất vọng nha, Fuji FPS 22, trọng lượng con này là 310g, mã số 4 anh em, giá là 1.400.000 nha, đây 1.400.000 ạ, NFT, đây 54 cứng 3, cực đẹp nha, 1.400.000, mã số 4, mã số 5 nha, mã số 5 ở đây thì sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ, con này của Shimano, độ dài của cần là 6m3, độ cứng 1.5 của dòng Honda ISO, hàng của bên hàng Singapore xuất thị trường Nhật nha, có mã code và tem vào đầy đủ cho mình đây, đây tổng thể này. Bắt là cặp này Fuji F6, dàn khoen Fuji, đây lọ xi lát xám. Con này cứng 1.5, anh em hạ tay xuống rồi cho mình tầm khoảng vào 350 Hz nha. Cần nó thẳng ngọn 1.2 ly. Nó sẽ có một này, hai khoen chạy nha. Phôi carbon xoắn vân. Đây Shimano dòng Holden thì còn rất đẹp rồi. Đây, tổng thể thì đây cho mình tầm khoảng vào 90 nha này. Đây tầm khoảng 90% cho mình ạ. Đây còn mới và đẹp và sáng hết đây. Đây ok hết nha. Cần rất đẹp. Quen pad Fuji loại xi lát xám 6m3 cứng 1.5, cần đã thẳng cho mình. Trọng lượng của cần thì cần được là 300g, mã số 5 ạ. À. Giá con này là giá 850 anh em. 850.000 nha. Honda ISO 6m3 cứng 1.5. Mã số 6, số 6 thì đây sẽ có một con cần ISO dạng ISO khoen lớn cái này. Đây ISO khoen lớn, con này cần carbon. Thông số con này này. Độ dài của cần là độ dài 4m anh em. Độ cứng con này thì ra cho mình tầm khoảng độ cứng 5 đến 10. Thì con này cũng dạng cứng, tầm khoảng từ 5-6 Hz cần tay. Con này khoen bát là khoen bát thường nha. À, anh em lưu ý khoen bát thường nha. Ngọn cơ tới đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 1.4 ly. Đây cái đầu bu chúng xoắn. Ngọn sẽ có một này và hai khoen chạy này. Nước sơn con này thì màu bạc nha. Còn rất đẹp, 4m. Con này hạ tay tầm khoảng từ 5 Hz đổ lên. Nó cứng tầm khoảng độ cứng 5 cho mình á. Đây, cứng 5 nha. Ở trong long đít thì nó sẽ còn đẹp thế này. Con này hầu như không xước luôn như này. Đây, hầu như không xước cho mình luôn này. Độ dài là 4m, độ cứng tầm khoảng nha, độ cứng 5, khoen bắt thường, trọng lượng con này là 300g, mã số 6, giá 500.000, gốc thì sẽ có một dây buộc bảo hiểm như thế này. Mã số 7, số 7 thì một con cần ISO, con này dạng cần ISO cho mình công ngâm cô đơn này, đây, công ngâm cô đơn cô đài nha. Con này thì của hãng là Shimano, độ dài của cần này là 2m7, độ cứng 30, 30 thì nó cũng dạng cứng như này, có tầm là Agot nha, Agot Line 2m30, hàng là đồ điện Nhật nha, Made in Japan này. Đây có tem vàng mà có đầy đủ đây. Cốc thì nó chế sẵn một cái dây buộc bảo hiểm như thế này. Bắt và đặt bắt vặn như này. Shimano chính hãng. Con này phôi hai da cực đẹp nha, dàn khoen Fuji đen, lợi xi lát xám. Con này ngọn ốc cần tới đo cho mình á là ngọn 1.7 ly, cũng tương đối cứng nha. Đây phôi carbon xoắn hai da này từ ngọn tới gốc cho mình luôn. Ngọn sẽ có một này, hai nha. Ba khoen chạy như thế này. Phôi hai da toàn thân, con này thì có định vị này. Đây, Made in Japan có định vị đây. Mấy con này anh em về hạ tay á thì câu cực kỳ ngon nha. Đây phôi hai da toàn thân, rất đẹp. 2m7 độ cứng, có này độ cứng 30. Trọng lượng của cần thì cần được cho mình á là 165g ạ. À. Mã số 3, à mã số 7 anh em. Giá 700.000. Phôi hai da toàn thân nha, 700. Mã số 8. Số 8 thì một con cần ISO, con này cần ISO khoen lớn anh em. ISO khoen lớn của hãng Nissin. Đây Nissin đẹp nha. Độ dài con này là 4m5, độ cứng 3. Của dòng CPAP Nissin thì anh em biết rồi, điều hàng nội địa Nhật hết. Bắt đầu bắt gặp này Fuji F7, dàn khoen Fuji, lọ xi lát xám, khoen lớn cho mình. Con này thì ngọn cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng 1.7 ly, cứng 3, con này hạ tay tầm khoảng trên 5 Hz, ngọn sẽ có 1, 2 khoen chạy nha. Đây phôi carbon nước sơn màu trắng, trắng xanh như thế này. Con này thì còn sáng và đẹp hết cho mình ạ. 1.5 cứng 3 nha, khoen lớn của Nissin. Nissin thì nó đều là hàng nội địa Nhật hết, không có xuất thị trường cho mình nha. Đây, mình lóng ở trên thì nó có khảm sơn đẹp đây. Còn sáng bóng hết cho mình ạ. Trọng lượng của cần thì cân cho mình được là 220g, mã con này là mã số 8 này. Giá con này là giá 750 nha. 750.000 ạ. Mã số 9. Số 9 thì ở đây sẽ có một con cần ISO, con này ISO khoen lớn cho mình luôn. Con này thì dài hơn, độ dài của cái là 5m3, độ cứng 4, dòng 2 carbon nha anh em. À khoen lớn thì bắt vặn này, DPS. Dạng khoen cũng là dạng khoen Fuji loại xi lát xám. Con này ngọn của cần thì đo cho mình nha anh em, sát trên này là ngọn 1.5 ly, ngọn thì sẽ có 1 hai nha và ba khuyên chạy. Đây nước sơn thì màu bạc nha, cần thì còn ok và đẹp hết này. Đây cạch bờ xoắn vân, con này còn sáng ok hết nha. Mấy con này thì hạ tay cũng tầm khoảng từ 5 Hz cho mình đây, cần rất thẳng nha, chuyên dụng hạ tay đến chép ao xung hồ dịch vụ được này. Đây, cần rất là đẹp và sáng. Khuyên pad Fuji loại xi lát xám 5m3 ISO khoen lớn, độ cứng 4, trọng lượng của cần là 310g, mã số 9, giá 700.000. Mã số 10 ạ. Số 10 thì ở đây sẽ có một con cần này, con này dạng cho mình công ngâm cô đơn. Con này thì dạng ISO khoen lớn cần súp cho mình.
Con này là cần xốp carbon, độ dài con này là 3m, độ cứng 15 của sầm Kaoxin. Kaoxin Korea xuất thị trường Nhật nha. Bắt gặp Fuji F6, dàn khoen Fuji này. Đây loại xin đá xám khoen lớn. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 1.8 ly. Đây phôi carbon xoắn vân, cứng 15 thì nó thích hợp mình công ngâm của đơn đường này. Đây. Cần thì còn đẹp và sáng ok nha. Con này thì kèm cho mình là ba lóng cho mình thôi. Đây carbon xoắn vân. Khoen pad Fuji. 3m nha, độ cứng 15. Trọng lượng con này là 160 g, mã số 10, giá 600 ngàn. Tay cầm nó được làm nhám nha. Nắp chụp thì xoay vặn cho mình. Đây, ok đẹp như này. Cầu ngâm cô đơn, mấy con này cầu lua rút cũng được cho mình ạ. Tiếp theo mã số 11, 12 thì đây sẽ có một hai con cờ nghỉ số biển như này. Cực đẹp nha, hàng tuyển như mình. Mã số 11 thì ở đây sẽ có một con cờ ISO, con này ISO biển, con này thông số như sau. Độ dài của cờ như này là 5m2, độ cứng M. Con này cứng tầm khoảng từ độ cứng 5, độ cứng 6 đối với cờ ISO khoen lớn. Hàng của mình là Korea xuất thị trường Nhật này. Đây. Cái dàn khoen của mình đều là dàn khoen full sheet nha. Đây, dàn khoen full sheet khoen biển hết, nguyên bản nguyên zin. Con này cứng. Cực kỳ ok nha. Con này thì ngọn của cần thì đo cho mình sát cho này á là ngọn 2.3 ly. Mấy con này thì đời cao nó sẽ có định vị này. Đây, định vị khoen nha. Định vị khoen này 1 2 3 nha. Ngọn sẽ có 4 khoen chạy cho mình. Đây, có định vị khoen và định vị lóng hết đây. Con này ISO biển, đánh cực kỳ cứng. Độ thể thế này. Cái lóng thứ hai thì nó sẽ có cho mình có 2 khoen chạy nha. Con này thì phôi carbon xoắn vân, cực kỳ đẹp này. Lóng lưới cổ ok nha. Đây. Chứ mấy con này thì nguyên bản tình trạng nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 99%. Cho mình săn hàng nha. À, xong hồ dịch vụ hoặc đi câu biển đều được này. Cái con này cái pass của nó là pass zin, là pass trên này nha em. Pass zin của nó là pass vặn này, Fuji chữ vàng. Còn cái trên này á là cái pass Fuji Gold này đó, nó gắn thêm nha. Fuji F7. Thì đa số đi câu biển á, kẹp nách á thì mình sẽ cần cái pass cao hơn. Tiện cho mình nha. Gốc thì sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm làm cái lỗi buộc bảo hiểm đây, và sẽ có dây buộc bảo hiểm ở đây này, hai cái luôn. 5m2 ISO biển, độ cứng tầm khoảng 5-6. Trọng lượng con này là 360g, mã số 11, giá 2.2 như này, đây 2.200.000, cần cực đẹp nha. Mã số 12 thì một con cần ISO biển như mình luôn, còn thì hàng tuyển cực kỳ ngon này. Con này của dòng Ryobi như này. Con này là của Ryobi, độ dài con này là 4m nha, độ cứng là 100. Con này thì anh em mà đánh ba tiêu, đánh đầu cần đều được nha. Bắt vặn Fuji FPS 26. Đây, Ryobi, con này hàng đồ địa Nhật. Phụ kiện thì nó sẽ có một cái đắp chụp zin theo cần như thế này. Đắp chụp này thì có hai cái buộc dây cho mình luôn. Ryobi thì con này thì anh em biết rồi, khoen của mình thì đều là dàn khoen full sheet, khoen biển hết. Con này thì ngọn lớn hơn con hồi nãy nha. Con này thì ngọn của mình đo được sát trên này á, là ngọn 2.6 ly. Đây, Ryobi. Cái nước sơn cái ngọn của nó thì màu đỏ nha. Sẽ có 1 này, 2 này, 3 khoen chạy nha, là nước sơn màu đỏ. Còn những cái lóng dưới của mình là carbon xoắn hai da của Ryobi. Cái lóng thứ hai có 1 này, khoen chạy nha. 4m cứng 100. Cứng 100 thì dạng bạo lực rồi. Mấy con này này về đánh ba tiêu nha này. Ba tiêu đánh đầu cần. Săn hàng đều được này. Đây. Full sưu tầm nha, cực kỳ mới. Khoen của mình là khoen full sheet, tay cầm trên thì bằng cán bút và pad bất vặn nha, Fuji FPS 26. Gốc thì nó sẽ có sẵn một cái dây buộc bảo hiểm thế này. Đây, cái này thì nó sẽ cuốn chỉ cho chắc chắn lại nha. 4m cứng 100, trọng lượng con này là 570g, mã số 12, giá 2.8 như này, 2.800.000 ạ. Đây, cực đẹp nha. Mã số 13 thì đây sẽ có một con cần lục, con này là cần lục của dòng Daiwa. Đây, cần lục của hãng Daiwa như này, khoen xích. Con này của dòng là dòng PowerCat, độ dài là 4m2, độ cứng 27. 27 thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng vào DX. Hàng của mình là Korea xuất thị trường Nhật này, có mã code và tem vàng. Đây, tổng thể thế này. Bát các bạn là bắt gặp nha, Fuji Stylus LS7, dàn khoen là dàn khoen full sheet. Đây, mấy con này thì đánh đầu cần gần bờ. Độ cứng 27 tầm khoảng DX, ngọn đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Ngọn sẽ có định vị đây, 1 này. Đây có hai cái định vị nha, đi có định vị cho mình hết. Phôi con này thì còn sáng và đẹp thế này. Đây. Sáng đẹp nha, thường đi kèm là 4 lóng. Đánh đầu cần gần bờ, có định vị khoen. Và dàn khoen các bạn là dàn khoen full sheet thế này. 4m2, độ cứng là 27. Trọng lượng con này thì cân được cho mình á là 390g, mã số 13, giá 1.7 như này. Hàng Korea xuất thị trường Nhật. Đây, tình trạng thì đây thì có một xước sơn một vết đây nha, sơ thôi. Còn lại thì cần ok hết cho mình ạ. 1.700.000. Mã số 14. 14 thì đây sẽ có một con cần lục. Con này thì có dòng cần lục, có dòng thô cho mình như này. Đây, thô cho mình dòng súp nha. Cần thì phụ kiện thì nó sẽ có một cái bao vải zin. Đây, và một cái nắp chụp zin theo cần này. Con này khoen ngọc trai, khoen trắng nha. Con này thì giá thị trường thì nó cho mình tầm khoảng vào trên 10 triệu như này. Thì em sẽ định cho mình giá rất là tốt nha. Con này thì mới trên 95%.
Thông số cần như sau, cần lọc của dòng Daiwa Totemen Sup, độ dài là 4m05, độ cao là T27, và trên tầm khoảng DX. Hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật này, có mã code và tem vàng. Nước sơn thì màu đỏ nha, mới cứng. Patch có bên là patch gập nha, patch gập liền thân của Daiwa chính hãng. Dàn khoen thì dàn khoen Fuji, khoen ngọc trai này. Khoen ngọc trai như này, cực mới. Ngọn có đây sẽ đo cho mình là ngọn 2.3 ly. Ngọn sẽ có định vị này, sẽ có 1 này, 2 nha. Ngọn sẽ có 3 cái khoen chạy, có 3 cái định vị cho mình luôn. Đây, khỏi bàn cho mình nha, có định vị hết đây. Chỉ kèm 4 lóng, thực đẹp nha, có định vị khoen, định vị lóng đầy đủ cho mình đây. Đây, đời cực kỳ cao nha. Đây, có định vị này, phôi carbon xoắn vân, nước sơn màu đỏ, khoen trắng ngọc trai. Thì con này thì trọng lượng của cần á, cân được cho mình cũng tương đối nhẹ thôi. Nó chỉ có là 370g, mã số 14, giá 6.2 như này. Đây, 6.200.000, đánh lục đầu cần gần bờ. Con này anh em về công ngâm cô đơn được nha. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần lục. Con này thì cần lục là cần lục 3 khúc. Cần lục này của dòng Shimano như này. Đây, Shimano dòng là Sud Custom nha, SF. Độ dài con này là 4m05, độ cứng cần là DST. DST thì đây cho mình tầm khoảng 27, nó bằng CS đối với cần 3 khúc nha, là cần rút cho mình. Hàng nội địa Nhật, tem vàng. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji nha. Bắt đầu bắt gặp này Fuji Stylus. Đây, dàn khoen Fuji, khoen 3 chân hết cho mình ạ. Con này thì độ cứng DS, ngọn tôi đo cho mình sát trên này á, là ngọn 2.7 ly, đóng CB chống nổ. Nước sơn con này thì còn mới cứng. Con này độ mới còn thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 95%. Đây, dàn khoen Fuji nha. Những dòng sức có tôm thì anh em biết rồi. Con này thì cực kỳ là ok, đánh lập đầu cần gần bờ cho mình, đánh bạc bãi bạc biển được nha. 405 DST, trọng lượng con này là 450g, mã số 15. Giá con này là 4.200.000 nha anh em. Đây, 4.2 nha. Mới cứng cho mình ạ. Tiếp theo mã số 16. 16 thì ở đây sẽ có một con cần dây trong, con này của dòng Shimano nha, Shimano dây trong, dòng C-Swing. Độ dài con này là 3m6, độ cứng 80. Hàng Korea xuất thị trường Nhật, có mã code và tem vàng đây. Cứng 80 thì con này dạng cứng bạo lực như này. Khoen đề ba của mình là khoen xít. Ngọn của cần thì đo cho mình sát cho này là ngọn 3 ly, cứng 80 thì đánh cá tra cá chim, bạo lực được rồi. Phôi đẹp này, nước sơn màu trắng, đóng CB chống nổ. Đây, tổng thể thế này. Nó sẽ kèm cho này 3 lóng nha. Đây, 3 lóng cho mình ạ. 36 cứng 80. Trọng lượng của cần thì cân được cho mình là 330g, mã số 16, giá 700.000. Tiếp theo mã số 17 đổ lên thì sẽ có một sức cần tay cho em. Đây, có 5 con cần, 6 con cần tay thì một con cần tay đắp khúc trước. Cần tay mã số 17 thì ở đây sẽ có một con cần tay đắp khúc, con này của dòng Shimano xi vàng như này. Phụ kiện của cần thì nó sẽ có một cái bao vải này, bao vải zin theo cần nha. Đây, bao vải zin theo cần, thông số này in sẵn trên cần luôn và bao vải. Phụ kiện con này thì nó sẽ có hai cái đắp chụp gỗ zin theo cần cho mình luôn. Đây, Shimano dòng xi vàng như này. Con này thì độ dài của cần á là 5m2, nó đi kèm cho mình là 6 lóng như này. Xi vàng nha. Mấy con này thì còn cực mới. Nó ra cho mình tầm khoảng vào 99%. Mọi bàn cho mình rồi. Đây, mới tinh. Tay cầm thì được cuốn chỉ và phôi của mình là phôi carbon xoắn hai da của dòng xi vàng. Đít đỏ như này. Đây, đít đỏ nha. Hàng tuyển như mình ạ. Con này thì cực hiếm như này, hiện tại giờ nó sẵn có rất ít. Con này thì thích hợp mình về rosic này, đánh chép. Ngọn con này thì là ngọn 1 ly. Hoặc là mình trưng trụ kiến nha này, trụ kiến này kia nha. Mấy con thì giá mới của nó thì rất là gắt nha. Chắc phải cực thần khoảng gấp 10 lần cái giá bán hiện tại á. Trọng lượng con này là 110g, mã số 17, giá là 3 triệu như này. Đây, giá chỉ 3 triệu cho mình nha. Xi vàng Shimano mới tinh, bao vải nắp chụp kèm ạ. Tiếp theo mã số 18. 18 thì đây sẽ có một con cần tay đắp khúc. Con này thì phôi của mình là phôi Gamma như này. Đây, phôi Gamma cái sư cực đẹp nha. Cái dòng là thì trước em có một con Gamma, con này thì mất là nhớ nó bỏ cái lóng lúc rồi. Thì nó còn như đây thôi. Nó còn cho mình 5 lóng nha. 5 lóng con này thì hiện tại của cần á thì 4m5. Đây, 4m5 cần tay đắp khúc. Tay cầm con này thì được cuốn chỉ nha, cầm chắc tay. Trên này thì nó cuốn thêm băng keo cho nó che cái lớp chỉ ở đây, nó hơi xấu nha, keo xì ra. Phôi con này là phôi carbon này xoắn vân, trừ hai cái lớp ngọn ở trên thôi. Ngọn con này thì ngọn nhỏ 0.8 ly. Độ cứng con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 3H. Thế là ở đây mình có rô, có giết nha. Cần ra thẳng, mẹ dân đều được này. Đây, đẹp như này. Tập khúc 4m5. Trọng lượng của cần thì cần được cho mình á, nó chỉ có là 120g, mã số 18, giá 700.000 nha. Đây, 700, mới cứng nha. Mã số 19. 19 thì ở đây sẽ có một con cần tay đắp khúc. Con này thì cũng đẹp như con si cho mình luôn này. Đây, con này cần tay đắp khúc, con này thì độ dài cần là 4m5. Thì phụ kiện của con này thì nó sẽ có một cái bao vải này, màu đỏ như này, và hai cái đắp chụp kèm. Đây, màu đỏ zin theo cần luôn, cực đẹp nha. Con này thì nên kèm cho là 5 lóng cần tay đắp khúc. Độ dài con này là 4m5 như này. 4m5 để kèm 5 lóng như mình này. Lấy tất cả lóng cho mình xem kỹ hơn.
Tay cầm con này thì nó được cuốn chỉ và phôi của mình là phôi carbon xoắn vân. Nước sơn con này thì nó màu đen nha. Đây, nước sơn thì nó màu đen. Hai cái lông ngọn trên này. Ngọn 0.8 ly, độ cứng tầm khoảng vào 3H. Trong là thích hợp với câu cảm giác. Cho nên mình vẽ cái rô, cái zip, mình dinh đều được đây. Đây, cần thì đẹp nha. Phôi carbon, nó sẽ có nắp chụp bao vải kèm. Độ dài 4m5, trọng lượng con này chỉ có là 110g, mã số 19, giá 800 ngàn nha. Đây, 800 ngàn ạ. Rồi tiếp theo mã số 20, 20 thì đây sẽ có một con cần tay lóng ngắn. Con này thì anh em phải đến chép nha. Đến chép Asumho dịch vụ được nè, một cốc xe ba lô. Con cần tay này là cần tay của dòng Siuta, độ dài của cần là 6m3 này. Đây 6m3, hàng nội địa Nhật nha, phôi carbon xoắn vân rất đẹp. Ngọn của này thì ngọn nhỏ, 6m3, cần tay lóng ngắn. Ngọn tầm khoảng 0.8 ly, sát cái này cho mình. Độ cứng con này thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng 4H cái này. Cần đã thẳng nha, con này thì nhỏ gọn, phôi rất là dày. Con này chép chiếc anh em chơi thoải mái nha. Đây, lóng lít thì còn đẹp này. Hồi không có xây xước gì lắm cho mình luôn. Đây, lóng ok nha. Đây, rất đẹp cho mình luôn. 6m3. Cho mình sang hàng để chép đều được. Con này thì nhiều cho nên không đếm chắc không tầm khoảng mười mấy lóng á. Tay cầm con này thì được làm nhám. Trọng lượng của cần thì dày cho nên phôi con này thì 6m3, 260g. Thu gọn của cần là 55cm. Mã số là mã số 20. Giá con này là 750 nha. Đây, 750.000. Tiếp theo mã số 21, 21 thì đây sẽ có một con cần tay. Cho nên mình săn hàng nha, cần ra thẳng cho mình này. Con cần tay carbon mã số 21, độ dài con này là 8m1 nha. Đây 8m1 xong super contest này. Đây tổng thể này. Con này ngọn cần thì ngọn lớn. Đây cho anh em xem ngọn nha, ngọn này thì zin theo cần này, ngọn 2 ly nha. Đây ngọn 2 ly, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 6H. 8m1 cần ra thẳng. Thích hợp cho anh em mình về đến này, chép này. Đánh chấm đen chấm cỏ được nha, cho mình săn hàng. Cái nước sơn con này thì nó được màu đen, thì lâu ngày nó hơi bị cũ xíu nha này, có là phụ là bóng hai cá ngoài á. Con này thì nó hơi cũ nước sơn thôi, con nó không có xước gì lắm nha. Đây cần còn đẹp và sáng này, cần ra thẳng cho mình nha, cứng tầm khoảng 6H. 8m1. Đây cho mình săn hàng cho mình ạ. Trọng lượng của cần thì cân được cho mình á là 310g, mã số 22-21 nha này, giá là 1.200.000. Mã số 22 thì đây sẽ có một cần tay cho mình săn hàng, cần ra thẳng luôn, của dòng Shimano. Dòng này là dòng Shimano dòng Azu nha em. Độ dài con này là 8m5 này, có chế độ zoom nha, là 9m. Con này của dòng là AX-H3 nha, H3, nội địa Nhật, có mã code và tem vàng cho mình đây. Cái con này cần ra thẳng tắp nha em. Con này độ cứng là tầm khoảng 6H cho mình. Phụ kiện sẽ có một cái đắp chụp zin theo cần thế này. Con này cứng tầm khoảng vào 6H cho mình nha, cần ra thẳng, có chế độ zoom. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 1.4 ly, cái đầu bu 360 độ chống xoắn cho mình đây. Phôi mình là phôi carbon xoắn hai da của dòng Azu nha. Tiếp tình trạng con này thì sẽ có xước dầm dầm theo cần thôi, sơ sơ thôi nha. Còn lại thì ok hết này. Đây, không ảnh hưởng đến phôi cho mình nha nè, nó chỉ bị xước sơn thôi. Đây, 8m5 có chế độ zoom là 9m. Phôi phía rất đẹp này, sẽ có xước dầm thế này thôi, phôi hai da nha. Rồi anh em muốn câu 8m5 thì mình câu ngang đây nha. Còn mình muốn 9m, mình rút lóng zoom ra luôn. Đây, lóng zoom cho mình nha, là 9m cho mình. Đây, zoom 9m nha. Hàng nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ, độ cứng H3. Thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào trên 6H cho nên cần ra thẳng tắp. Trọng lượng con này chỉ có là 350g, mã số 22, giá là 1.700.000 cho nên. Đây 1.700.000. Mã số 23 thì đây sẽ có một con cần lua một khúc máy ngang. Con này thì của hãng là Shimano. Đây Shimano dòng là Scorpion như này, Scorpion Japan nội địa Nhật. Độ dài con này là 6 feet, là 1m8. Cần một khúc nha, thông số tại mồi từ 4 đến 12g, tại cá từ 4 đến 10 là bao, tầm khoảng 5 kg cá. Thì độ cứng con này thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng với L, tay cầm nó thì bằng cán bần. Đây máy ngang như này, Scorpion. Phôi của mình là phôi carbon xoắn hai da toàn thân. Nguyên cái dàn khoen của mình là dàn khoen full xích hết này. Đây cần thì còn mới cứng nha. Con này thì cứng tầm khoảng L cho mình thôi, nó sẽ không cứng lắm. Ngọn thì đo sát cho mình trên này á, ngọn gần 2 ly như này, tầm khoảng 1.9 đến 2 ly. Và phôi của mình là phôi hai da toàn thân này, đây từ gốc tới ngọn nha. Ta tao thơi gốc cái ngọn như vậy này. Đây cần cực đẹp nha. Một khúc cho mình ạ. Trọng lượng con này thì câu được cho mình á là 100g thôi, rất là nhẹ nha, mã 23. Giá 1.500.000 như này. 1.500.000. Là Scorpion nội địa Nhật nha. Shimano 1600S. Tiếp theo thì mã số 24, ở đây sẽ có một con cần lưu hai khúc máy đứng. Con này thì cần lưu hai khúc máy đứng của dòng carbon. Của dòng Q Aero này, độ dài con này là 7.6 nha. 7.6 là con này chuyên dùng cho anh em lưu mực nha. Đây lưu mực này. 7.6 là 2m28. Thông số thì hỗ trợ chơi PE tầm 0.8 đến 1.5. EG thì 2.0 đến 3.0 này. Con
con này hàng China xuất thị trường Nhật nha em. Đây China xuất thị trường Nhật OGK. Khoe pass các bạn là khoe pass thường nha. Đây khoe pass thường, khoe pass chính hãng cho mình, ngọn 1.8 ly. Độ cứng con này thì ra cho mình tầm khoảng với ML thôi, 2.28, cần lưu cần mới cứng nha này. China xuất thị trường Nhật. Tay cầm bằng cán mút và pass được bất vặn đây. Bất vặn như mình nha. Trọng lượng của con này thì cân được là 120g, mã số 24, giá 500.000 ạ. Mã số 25 một con cần máy ngang, coi là dạng cần câu bè của hãng Daiwa này. Đây Daiwa nha, máy ngang của Samakawa 2G. Độ dài con này là 1.8, thích hợp cho nên mình câu bè, câu bè trên bè trên thuyền á. Câu bè mà câu cá nâu có gì máy ngang. Hàng China xuất thị trường Nhật nha, có mã code và tem vàng đầy đủ đây. Đây máy ngang. Có lẽ thêm em bị đứt dạng, con này thì mình máy ngang mới đứng đánh được. Bắt là bắt gặp Fuji Stylus, dạng khoen của mình là dạng khoen full sheet đó nha. Đây dạng khoen full sheet của hãng Daiwa. Ngọn đặc ngọn tháp, ngọn đo sát cho mình ngọn 1 ly. Độ cứng con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào từ 15 thôi, 10 đến 15 nha. Của Pet 8 máy ngang Daiwa. Trọng lượng con này là 120g, mã số 25. Giá là 700 nha em, 700.000 ạ. Mã số 26 thì một con cần he chi hai khúc, con này thì máy đứng cho nên mình câu bè câu ngâm. Con này cần carbon của dòng Diamond, độ dài con này là 1.8 nha em, độ cứng là hai ngọn, một ngọn cứng 8, một ngọn cứng 15. Hàng Korea xuất thị trường Nhật nha. Trong hai ngọn cũng khác hai cần cho mình rồi. Gốc thì nó chế sẵn cái dịch vụ bảo hiểm nha, cái này hơi xấu mình về mình chế lại vẫn được. Dàn khoen Fuji loại xe đất 8, bắt gặp Fuji F6. Thì hai ngọn con này một ngọn cứng 8 thì đo được tầm khoảng vào 1 ly, còn ngọn cứng 15 tầm khoảng 1.2 ly. Đây khoen pass Fuji xứ 8 hết nha. Hai ngọn khác hai cần rồi. Hai ngọn cái này đều là ngọn đặc ngọn tháp này. Trọng lượng một gốc một ngọn là 110g, mã số 26, giá 600.000 ạ. Mã số 27 thì một con cần he chi hai khúc cho mình câu bè luôn. Đây câu bè câu ngâm như này. Con này thì thông số như sau. Độ dài con này là 2m1 anh em. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng từ 20 đến 30. Thế là cho mình câu bè câu ngâm. Phôi của mình là phôi carbon xoắn này. Vẫy rồng nha, da cá toàn thân luôn, trừ cái chỗ lóng ngọn lóng tháp thôi. Ngọn thì đo cho mình xác cái này là ngọn 1.3 ly, dạng khoen Fuji, ba chân loại xi đá xám. Thế là cho mình câu bè cứng 2-30 thì nó sẽ dạng vừa nha, nó sẽ không cứng mà không mềm lắm. Bắt gặp Fuji F6 đây, tổng thể thế này. Trọng lượng của cần này thì cân được á là 170g, mã số 27, giá 700.000 cho mình câu ngâm câu đơn nha. Mã số 28, một con cần 3 khúc, con này chuyên dùng ao sông hồ dịch vụ đánh chép cho mình đây. Cần này là cần của hãng Ryobi, độ dài con này là 3.3m, độ cứng 50 của dòng Super AD. Đây hàng nội địa Nhật nha em, tem vàng đầy đủ. Con này ngọn của cần thì đo cho mình xác trên này á là ngọn 2.4 ly, dạng khoen Fuji ba chân xứ xám hết. Cứng 50 thì nó sẽ dạng vừa nha, không cứng mà không mềm lắm. Dạng đánh vừa vừa cho mình thôi. Tay cầm thì bằng cán mút và pass là bắt gập nên bắt vặn này, Fuji DPS, gốc thì sẽ có một chiếc bảo hiểm và tay cầm được bọc da cho mình nha. Ba khúc. Trọng lượng của cần thì cân được là 480g, phôi tương đối dày nha, mã số 28, giá 900.000. Mã số 29, một con cần 3 khúc đánh cá tra cá chim, con này thì bạo lực cho mình đây. Cần 3 khúc carbon mã 29 của hãng Sunfit, độ dài 36, độ cứng 100. Đây, double carbon nha em, hàng nội địa Nhật này, có tem vàng và phôi carbon xoắn hai da. Con này ngọn của cần thì đo cho mình xác cái này là ngọn 2.8 ly, khoen là khoen pass Fuji xứ xám hết này. Đây khoen pass Fuji xứ xám nha, cứng 100 thì dạng cứng rồi. Tay cầm cán mút pass vặn Fuji FPS D22. Đây, tổng thể thế này. Trọng lượng con này thì cân được là 420g, mã số 29 nha này. Giá là 1.200.000. 36 cứng 100. Sunfit nội địa Nhật. Rồi cuối cùng thì mã số 30, ở đây sẽ có một con cần là 2 khúc, con này chuyên dụng đánh ngâm lan xe, câu chép. Độ dài là 3m, độ cứng tầm khoảng 50 đến 80. Dạng khoen là Fuji dạ quang, hỗ trợ anh em mình có một đêm tốt hơn. Ngọn lớn nha. Ngọn con này thì là ngọn 3.7 ly thì nó sẽ hỗ trợ một cái đôi bu phu xích, còn lại là khoen dạ quang hết. Phôi carbon xoắn vân, con này mới tầm khoảng trên 95%. Đinh chép này, ao sinh vô dịch vụ được này. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji chữ vàng. Đây, 3m cứng 50-80. Trọng lượng con này chỉ có là 300g, mã số 30, giá là 1 triệu nha. Đây, mới cứng cho mình luôn, 1 triệu thôi. Rồi tổng thể ở đây sẽ có là 3 mẫu cần, thì anh em ứng mẫu nào cứ comment mã số cộng số điện thoại nha. Chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo, em sẽ hỗ trợ phần từ mẫu cần để gửi đem tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc tất cả anh em một ngày đi câu nhiều cá nhiều sức khỏe. Có xe được video mà cho lượt đăng ký một thông báo nha. Và những video tiếp theo lên mình nhận thông báo sớm mình vào mình tham khảo các mẫu cần và máy nhiều phụ kiện thì đang cập nhật liên tục cho mình. Rồi chúc tất cả anh em một ngày tốt lành, đi câu nhiều cá nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại lần sau ạ.